Dạ rồi, giờ Hồng Cao xin mến chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm bữa đó quý anh chị, Hồng Cao có đi mua đồ, ghé đổ xăng thì gặp bé gái 4 tuổi. Không, con 4 tuổi phải không? Dạ, 4 tuổi thì bé đi bán vé số quý chú anh chị, thật là đáng thương. Thì Hồng Cao chạy về nhà liền xách cái máy đến để ghi hình cháu gái. Thì cũng có khá nhiều là bình luận của quý cô chú anh chị. Bé thật là đáng thương và tội nghiệp, muốn Hồng Cao đến gặp gia đình để mà quay gửi đến với cô chú anh chị xem để được cái hỗ trợ giúp cho gia đình. Thì Hồng Cao đến cái nhà, vừa đến thì thấy 7 đứa bé của anh chị, thật là bất ngờ luôn. Thì 7 đứa bé này là toàn là nhóc nhóc không, thật là đáng thương với anh chị. Thì ở đây là trước cổng trường với anh chị đó, thì Hồng Cao vừa bước vô là thấy gia đình anh với chị đây còn trẻ mà xanh rất là 7 đứa. Giờ hoàn cảnh thì không biết như thế nào. Hùng Cao cũng mời quý anh chị cùng trò chuyện với gia đình, rồi gia đình như thế nào quý anh chị nha. Anh với chị ơi, cho em hỏi nha, anh tên, chị tên gì ha? Còn anh nhiêu tuổi anh? Chị, mình quê ở đâu mà mình thuê trọ? Trên Đồng Nai Chị ở và Đồng chồng Nai. em Dạ. ở Trăm Mình. Dạ. Cơ duyên nào mà hai vợ chồng mình gặp nhau á? Trên đó là anh hai chồng đi làm trên đó. Cũng như là anh đi làm thuê ở trên Bình Dương gì đó. Rồi gặp nhau. Rồi mình sao mình lúc mà mình sanh một đứa hai đứa đó mình không triệt hay là mình ngưng bớt lại. Trong cái nhà mấy này là bầu 3 tháng nữa mới biết không, em vẫn uống thuốc bình thường nhưng mà vẫn 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 nhưng mà vẫn vẫn có tháng bình thường mà các bầu không hay. Dạ các bầu không hay, Vẫn uống thuốc vẫn uống mà. thuốc bình thường nhưng mà các bầu không hay. Dạ. Và tới đó là mình đâu có còn đường nào nấy. Dạ đúng rồi. Tôi không nổi. Rồi. Nếu như mình phá cũng như là mình là tội nghiệp sanh mạng, một đi một phá đi một cái tánh mạng. Giết đi một tánh mạng con ha. Dạ thì đây là cô hàng xóm kế bên quý anh chị, cô bán tạp hóa nước kế bên thì cũng gần về cái hoàn cảnh gia đình. Cô thấy gia đình anh chị như thế nào cô ha? Cũng như tôi thì con cũng là trọ cũng Dạ. nhà cũng như là của hàng lợi thuê rồi ở kế bên gì mình thấy hoàn cảnh cũng còn đẹp Dạ. rồi có nó cũng vậy là nó thấy ở hoàn cảnh mà đó mình cha mẹ đó mất sớm á Dạ. thấy hàng đâu nó mà đứa con cũng nghiệp nó bây giờ ở đây đi giúp được thì con giúp Dạ. nó ngay hỏi ba giúp Dạ. thì có gì cũng đem qua cho miếng ngon được lại gì nấu gì Dạ, cũng như hỏi là thương các cháu con dạ ha. thương luôn nó Dạ. miếng này cũng còn đẹp lắm Dạ. mình thấy mình có hoàn cảnh rồi mình thương Dạ. Là gia đình mình cho mấy bé đi bán vé số chị ha. có hàng cái này với cửa hàng này là không bán thôi Dạ. dạ bữa Bé nay chị nó ẵm là bán bao nhiêu tháng? dạ được 4 tháng rưỡi Ồ cũng thấy cưng quá ta, dạ 4 4 tháng tháng rưỡi rưỡi ha. Bé lớn là bao nhiêu tuổi? này là 11 tuổi Được. 10 10 tuổi Dạ. 10 Còn đi học xong không? Bé còn đi học. đang đi học Bé 10 tuổi đi học. Rồi bé lớn có đi học không? có đi học hết luôn ba đứa này đi học Đi học hết. nhưng mà đến tuổi đi học là em cho đi học hết em không có bắt chị Dạ, nhưng cũng mà cho đi học đi ha. học là nguyên Dạ. ngày thường á là đi học từ 7 giờ về đây bấm Dạ, cũng như là bán phụ tiếp gia đình dạ ha. Dạ, thì ngày thường đi học rồi chỉ còn có bé này là chưa đi học ha. Bé dạ nhiêu? bé này với này này có năm lớp một rồi Dạ. năm lớp một lớp này ba đứa Con có muốn đi học không? Không hả? Sao vậy? không Sao muốn con không muốn làm đi gì học? con biết con muốn làm gì Con không muốn đi học hả? không muốn làm gì Mới 4 tuổi nha. Rồi bé lớn học lớp mấy rồi? Hai chị em học lớp 4, hai anh em học lớp 4 hả? con ngấy mà ngay lại đây Mình sanh năm 1 hay sao? rồi mình đúc qua sang đây tôi biết đó, anh học xong mới nghỉ được rồi giờ á không mới học ở lớp 1 Con cho cô chú ông bà biết con tên gì? Tên Thiên Thiên.
Con bao nhiêu tuổi rồi? Con học lớp mấy? À, con thấy hoàn cảnh gia đình của cha mẹ như thế nào? À, rồi con có mong ước lớn lên con làm gì không? Thợ lặn hả? Wow! Con mơ ước làm thợ lặn. Con làm thợ lặn đó, con nghĩ đến con lặn con để làm gì? À, khám phá biển, san hô hen. Khám phá biển những san hô đúng không? Con biết cái về cái san hô không? À, ý là con muốn khám phá về những động vật ở dưới biển hả? À, có nghị lực hen. Rồi bé gái. Con tên gì? Con cầm cái này con nói giùm chú nha. Tên gì? Anh Linh Nghi. À, con nhiêu tuổi? Tâm 10 tuổi. À, bé gái dễ thương quý anh chị. Rồi con thấy gia đình con như thế nào con? Khó khăn. À, rồi con có mong ước gì không? Muốn lên làm bác sĩ. Con muốn làm bác sĩ hả? Rồi hiện tại bây giờ này gia đình con đang khó khăn vậy, con có mong ước gì không? Con vậy là không biết gì. Đâu? Con đi học ở trường Khánh. Hả? Con đi học ở trường Rồi Khánh. cha đưa con đi học hả? Vậy là sáng anh phải đưa em bé đi học hả? Về bà nội ở sáng bà nội. À, ở với bà nội hả con? À, rồi trong bà nội con có được ăn uống đầy đủ không? Rồi con có nhớ em không? Con ở trong đó con đi học nhớ em đúng không? Rồi con thấy mấy em đi bán vé số vậy con thấy như thế nào? Thấy Dạ. Rồi bây giờ nè chú hỏi con nè, con có mong ước gì đến gia đình con không? có nhiều tiền cho ông bà Có nhiều tiền để chăm sóc cho ông bà rồi các em con. cho mấy em À, cũng như là con muốn có ước được nhiều tiền để lo cho các em và gia đình đúng không? À, rồi con có đi bán vé số không? Hả? muốn Con đi bán bữa thứ mấy? con như bán thứ bảy chủ nhật À, thứ bảy chủ nhật con mới đi bán hả? Ý là ngày nghỉ học đó ha. Con học ngày mấy buổi? dạ 2 buổi 2 buổi hả? Bán số mà đi lạc về mất hoài Ai đi lạc mắt cô? Bé gái lớn hả? Nó đi nó biết đường về mà nó bán chưa hết cái số nó không về nó đi hoài á. Hoài đi hoài đi hoài. À, Hồi xưa mà kiếm được 1 triệu luôn. rồi con một ngày gì con lấy bao nhiêu vé con đi bán? Con đi 120 vé. Nhiêu? Trăm hai chục vé. 120 vé. Rồi con bán không hết con sợ, về nhà con sợ, có sợ không? Vì sao, tại sao con không đem về cho cha với mẹ đem đi trả? Con bán tới mấy giờ? Anh chơi chưa lắm mới về. Mấy giờ con? Chưa. Chắc chưa. Rồi nếu mà không hết số á, rồi con bán tới tầm khoảng mấy giờ con mới về? Nếu mà con Thì bán không hết á. Dạ con về đây. 1 giờ. Rồi con sợ con bán không hết hay sao, rồi con gán bán cho hết hả? Con đi lạc đường luôn hả? Mà lạc đường con có hỏi bà con lối xóm để mà chỉ đường về không? Có hả? Rồi con có sợ không? Con sợ con đi gần gần thôi, nói với cha cho đi gần gần thôi, đừng có đi xa quá nha. Đưa cho cha cầm đi con. À, anh ơi cho em hỏi ha. À, anh cho bé đi bán vé số gì đó, anh có đi theo canh chừng bé không anh? có dành nhỏ nhỏ không, tại vì không thể nào mà đi theo từng đứa được, ra Dạ cứ đúng. một lúc đi theo một đứa, một lúc đi theo một đứa, Dạ. một đứa. Anh đi chạy xe ôm anh? Rồi còn vừa chạy vừa coi mấy đứa nhỏ, anh ra có đủ thời gian mà coi một chút được. Dạ. Nếu như mà mình đi làm công ty ấy, thì cũng đâu có quản quản lý hết hết năng. Nhưng mà em đi làm công ty thì chắc chắn là chỗ này không bán vé số được. Dạ. À, nếu mình anh đi làm thì chắc chắn không đủ để mà chi tiêu cho cả nhà được. Dạ. Có hiện tại bây giờ thì chắc chắn không đủ. Một chứ em còn đi làm mà lúc mà em chưa về đây chi phí của tất cả này như anh thấy đó, tầm cả em ăn uống với là ở nhà trọ trong đó ở dưới đây tháng tầm khoảng 25 đến 30 triệu một tháng, Dạ. trung bình em phải làm ra được mức đó mới đủ sống. Dạ. Thì hiện tại em thất nghiệp thành ra cái mức đó đâu có nữa, em mới nhờ đến các con chung là khó xử, người ta nói ra nó vô nói rất là nhiều việc của mình, Dạ. mình tự lo hết, đâu có ai lo được cho mình đâu, mình thấy là Lúc mà em quay bé đó, anh có coi không?
với con ngày sáng. Hồi sáng anh thấy em có để cái điện thoại, số điện thoại vô đó. Có. Anh cầm cái số điện thoại đó anh có suy nghĩ gì không? Cũng có, thật sự là có 5-6 người giống nhanh vậy. Cũng lại cũng để số điện thoại cũng kêu em gọi. Thấy ngại thật sự. Em còn rất là khỏe mạnh ra, em ngại phải nói chuyện hay tiếp xúc như thế này để nói chuyện cái con đi bán cái số. Dạ. Ý là anh ngại trên cộng đồng mạng phán xét đó, gia đình mình á. Vừa ngại cộng đồng mạng phán xét, vừa ngại cho bản thân mình. Yeah. Tự mình cũng quá bất lực đi, mẹ con mình mới bán gì. Bây giờ anh đã cảm thấy là gia đình mình rất là khó khăn rồi, nên đành nhờ sự giúp đỡ cho các bé thôi, chứ không có riêng anh với vợ anh đúng không? Thật sự là nói chung giúp đỡ các bé nữa thì em cũng cảm ơn, nhưng mà thường thường nếu mà giúp cái ăn qua hàng ngày thì nó có gì, nếu mà có điều kiện em cũng muốn tạo được cái được cái cần câu để mà mình nuôi sống bản thân gia đình mình, chứ cũng không thể chồng chồng. Dạ đúng rồi. Mà anh tính là mình tính làm cái nghề gì khác? Đúng rồi, em trước khi em về đây em mở công ty may, làm cũng thời gian trong em phá sản em mới về đây. À. Mở phá sản mới về đây. Anh hồi đó là mở công ty may. Tại sao cái công việc của mình lại đổ dở? Cái là từ lúc mà dịch tới đây giờ là hàng hóa cái bên nước chiến tranh đó là mình nhận để cầm cự công nhân để làm cầm cự qua ngày tháng lỗ đi lỗ ngày ít là chi tiêu nhà xưởng lúc càng lâm nợ mình không có cầm cự ra đành phải tuyên bố. Cái chi phí của mình mở công ty là mình từ gia đình mình có hay là từ bản thân mình làm ra? À, tự hai vợ chồng mình làm dư giả ra. Tính ra nếu mà như vậy thì hồi xưa anh với chị làm khá là dư giả. Em làm một tháng để kiếm được, lúc em còn làm công nhân ít nhất kiếm 80 có khi. Dạ. Có khi là cái tháng làm được nha, tháng làm được thì cũng kiếm được 30. Dạ. Rồi sau đó mình bị đổ dở cái công ty. Yeah. Là mình suy sụp. Mình mới về đây. Rồi bắt đầu mới đi lên thì Bình Dương làm tiếp. Em mới vỡ đây. Mới vỡ đây. Cái giấy phép kinh doanh cái mộc của em vẫn còn. Rồi mình có thiếu nợ nhân công nhân luôn. Có, còn lại nói chung là tội người ta lắm, đang cái thời điểm ngày mà vướng nợ hết đường không có khả năng để chạy trả người ta. Có được cái phương án nào để trả người ta, muốn trả người ta trước. Dạ. Tại giờ năm nay quá là khó khăn đi. Vậy là trong năm nay thôi là gia đình mình đang bị bế tắc. Đúng rồi. Ừ. Nên mới đành sẽ giống như là mình ở nhà trọ. Thì bây giờ anh chạy xe ôm, cũng như nhờ được các bé bán được tờ nào hay tờ đó để mà gom góp lại gia đình để mà trang trải cuộc sống. À. Thì chứ không phải là lúc Hồng Cao đến quay đã gặp bé gái với anh chị, thì chỉ quay hỏi về bé tại sao đi bán vé số thôi, thì Hồng Cao cũng chưa biết cái hoàn cảnh gia đình như thế nào, thì Hồng Cao cũng đâu có dám phán xét bé là cha mẹ bé lại làm như vậy đâu với anh chị. Thì hôm nay Hồng Cao đến để mà ghi hình để gửi đến với ông bà của chú được biết. Thì hoàn cảnh của gia đình anh chị cũng chưa chắc là khó khăn, tại vì do làm ăn thô lỗ và đã đổ bể đi lúc mà làm mở công ty đúng không anh? Thì thêm một cái dịch bệnh nên mới rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Thì anh cũng đã, anh với chị thì 7 đứa cháu đang gặp bế tắc, nên mới cầm được cái số điện thoại của Hồng Cao, mà gia đình thì cũng ngẫm nghĩ khá lâu mới dám điện cho Hồng Cao quý anh chị. Thì Hồng Cao thấy thương, rất là thương các bé, nên đành phải chạy đến để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình như thế nào, để quay cái video lên chia sẻ cho quý anh chị được biết, và có thể giúp cho mấy bé cũng như được tìm một cây làm chẳng nên non quý anh chị. Thì em thì lá gách làm cho cái lá nát, thì coi như là quý cô chú anh chị xem được biết mấy đứa cháu đó, coi như là
cũng còn đi học, tại vì chưa đủ tuổi. Cái bé 4 tuổi bữa hổm Hùng Cao quay là chưa đủ tuổi nên chưa có đi học, chứ không phải là cha mẹ không cho đi học với anh chị. Thì nãy giờ anh với chị cũng đã bày tỏ đó. Con cầm con nói hay rồi. Chú chào con nghe. Dạ, chào chú. Con đừng có bóp, con đừng có bóp. Con cầm thôi. Chào chú. À, con nhớ chú không? Chú gặp chú ở đâu? À, rồi chú làm gì con? Mua gì? Mua mì, mua nước. Chú mua mì, mua nước cho con hả? Rồi bữa hổm con nói con tên gì? À, con mấy tuổi? Bốn tuổi. À, rồi con cho chú hỏi nè. Rồi con có mong ước gì không nè? Con có mong ước điều gì với gia đình con không? Con mong ước gì? Chị Tin nữa rồi. Sao bữa hổm chú quay cũng hỏi ước gì, ước uống nước chị Tin. Con có muốn đi học không? Bây giờ con đi học mẫu giáo được rồi đó. Mình gửi nó vô mẫu giáo được rồi đúng không chị? Mà không có khả năng. Dạ. Mình gửi mẫu giáo tháng 2 chị. Dạ. 2 triệu. Dạ. Rồi mình mướn nhà trọ vậy tháng bao nhiêu tiền chị? Tháng 2 triệu. Rồi điện nước mình tính luôn điện nước hay sao? Dạ. Dạ. Hỏi ai? Dạ. Mình cũng có mượn vốn hay là tự vốn nhà? Tự kiếm rồi mình mở ra mình tính bán thức ăn cho học sinh mà dạ, nhằm khi ở gần xóm nhà của phụ huynh cũng có bán cái họ cho con họ ăn ở đó luôn và đi học, chứ nhiều khi người ta cha mẹ cũng suy nghĩ là ở căng tin thì mình ăn nhiều khi nó cũng không có cách bảo quản. Dạ đúng rồi, này mình chỉ bán đồ lại ra lặt vặt thôi, chứ bây giờ mình bán cạnh tranh quá trời. Mà thấy em chạy vô thấy cái hàng dãy tôn đó là bán đồ khá nhiều luôn, nên vợ chồng anh bán mới đây mới lại ở thì khó lắm anh chị, tại vì hồi xưa giờ là bà con cô bác ở đây bán rồi, đó nên mình vợ chồng anh muốn buôn bán ở đây cũng hơi khó. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cái nhà trọ này khá là rộng luôn quý anh chị, nên gia đình 9 người. Anh chị 9 người đúng không? Mới ở đủ với anh chị, cái nhà trọ này khá là rộng luôn, tháng 2 triệu. Thì ở mới đủ với anh chị. Giờ trước mắt màn hình của Hùng Cao và cô quý của anh chị được xem đó. Thì 7 đứa bé. Bé lớn nhất là 11 tuổi. Thì giờ Hùng Cao đến để mà ghi hình chia sẻ cho quý anh chị được xem, thì mong rằng quý anh chị xem được cái video của Hùng Cao hãy chia sẻ lan tỏa rộng đến quý mình Hùng Quân, cũng như giúp được các bé phần nào ha quý anh chị ha, chứ thấy 7 đứa Hùng Cao cũng thấy chạch lòng. Thì bây giờ Hùng Cao đến ghi hình á, thì Hùng Cao cũng như là có một cái món quà cho gia đình, cũng như là 200.000 cũng mua được 10 ký gạo, thì em cũng gửi cho gia đình chị ha. Em gửi ha, cũng như Hồng Cao lá gách thì em cao đùm cho cái lá nát, thì cũng như có cái món quà nhỏ 200.000 thì cũng được 10 ký gạo cho các bé được dùng hàng ngày với chú anh chị đó. Giờ Hồng Cao cũng xin tạm thời khép video, cũng xin chúc toàn thể quý chú anh chị một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng nha, hạnh phúc bên gia đình. Nhớ đăng ký kênh Hồng Cao và chia sẻ rộng rãi với chú anh chị.